mà tập lấy được các đồng chí ạ. Khắc phục mọi khó khăn mà tập cứ thật kỹ. Ngoài anh Dũng, con phải nắm chiến thuật, kỹ thuật thật vững vàng, ta mới thắng được thân Tây. Phục xuống đi các đồng chí. Từ mạng về thành tích chiến đấu của mình, coi thường luyện tập thì không trở thành chiến sĩ giỏi được. Đã gọi là chiến sĩ giỏi còn phải có kinh nghiệm chiến đấu mới thắng được giặc ạ. Đúng, kinh nghiệm chiến đấu rất quý. Thế lúc đồng chí con là tân binh, chưa có kinh nghiệm thì khoan chiến đấu à? Điều căn bản ta thắng được giặc vì ta có chính nghĩa. Quân dân ta đoàn kết một lòng quyết tâm diệt địch. Thằng giặc cũng nhờ vào súng ống hiện đại, công sự kiên cố. Còn cái gốc tinh thần thì cũng không có. Địch như ra thật. Có lần tôi cầm con dao, nó có khẩu Tôm Sơn mà nó chạy đấy. Chuyện nào thế? Răng Nại, Ninh Bình. Thôi đúng rồi, đúng là chuyện đấy. Tôi nhớ ra rồi, chuyện ai? Chính đồng chí đuổi nó hả? Chứ gì nữa. Đây này, Trùng lên mặt quen quen mà câm quên như sao. Này, này khá, khá lắm. Đồng chí có mau liều chúng tôi rồi. Bắt tay cái, chỉ cho chuyện lúc nãy nhá. Tạm bắt phụ đồng chí một điểm. Không có đồng chí thì... Thì cứ biết là tạm bắt phụ đồng chí điểm ấy đã. Anh em đồng ý hưởng liều đi vào quyền đoàn kết không nào? Đồng ý. Anh em chúng tôi làm sao? Thuộc phái Thiếu Lâm Tự đã từng có món đá phong phi. Chỉ một phát chết mười chú đó. Anh em chúng ta có những người không biết võ mà cứ xông bừa và đấu với cậu, liệu có phá được không? Phá thế nào được? Thì tái đi cái gì? Có vợ cũng lại hưng hè, tập một bài của lâu không? Con phải nói, công phu lắm ạ. Được. Đúng. Tôi cũng nghĩ thế đó. Muốn hạ được đấu thủ cần phải giỏi, mà muốn giỏi thì cần phải luyện tập công phu. Đúng thế chứ. Thế đấy ạ. Nghiêm khắc, dứt khoát và chiến sĩ là đúng. Nhưng cũng cần phải vận động họ, vui vẻ cùng làm với mình. Anh em toàn những người chiến đấu dày dàn hàng chục trận. Còn tôi thì toàn là về binh, liên lạc, nằm quân y, chưa đánh nhiều. Nói rất khó lắm. Thà có việc gì cứ làm quách. Hùng hục làm thế chưa tốt đâu. Đảng viên phải biết ăn ở với quân chúng, tấm tình thuyết phục họ, đánh mệnh lệnh. Cũng biết thế mà, khó quá. Tôi cứ cày mười sầu ruộng, hay đánh hàng chục trận, không thấy khó bằng. Không có việc gì khó cả, cứ mạnh dạn mà làm. Điều cần nhất là phải đoàn kết được anh em trong tiểu đội. Hưng nổi bướng nhưng không phải là không biết nghe lẽ phải đâu. Hình như cậu cũng ít tâm sự với anh em thì phải. À, chốc nãy ăn cơm trưa xong, tôi cho cậu mượn cuốn sách này xem hay lắm. Sách này. Tôi đọc con chồng, vào bộ đội mới được không? Phải cố mà học lăng ạ. À. Buồn cười lắm chứ. Anh ta mới về mà việc gì cũng làm. Người gì mà hà tiện lời thế chứ. Này, mình cấm có thấy anh ta hát bao giờ nhé. Sao mày hay để ý người ta thế? Con gái mà. Đã sao?
Tao thấy người ít nói mà cứ lì lì thế, tao càng khỏe trêu. Rõ đồ quỷ. Làm thì cứ như hùm ấy, mà lại hay ngựa. Tính nét người ta thế, danh ạ. Người của mày đi sau chứ kìa. Đừng về một tí nhé. Bôi. Ừ. Các anh ấy về đến đầu ngõ rồi bố ạ. Làm gì mà cuốn quýt lên thế? Lấy cái giỏ ta xem. Để các anh về hãy đổ cho nóng quá. Mày vừa bảo các anh về đến đầu ngõ lại còn. Mày dạo này hay lú lắm. Sao ít thế này hả bố? Ừ. Mày lấy khoai chứ ai? Cảm ơn nước trà con. Này. Mày phải không? Con cái nhà. Nó cắn đấy. Cấu quen thì được thôi. Ai dạy chú cấu mà bài thế? Bố chú. Cả nhà chú không giỏi à? Ừ. Nghe tiếng gào của bố con chú. Nhà chú không có ruộng. À, không nói chú ước kể chuyện. Lúc chú còn bé, chú ngay tên nhà giàu. Chú ấy bảo không có ruộng thì đi câu cá. Bảo thế. Ôi, nhà chú nghèo lắm. Đi câu cá thích chứ, cô không biết thì thôi. Chú ấy còn nói những gì với cháu? Chú ấy bảo. Chú cùng một con mẹ từ bé đến con. Quê chú ở Nghệ An, xa lắm. Nhà chủ ở trơ tròi giữa cánh đồng làng Quỳnh Đôi. Những đêm mưa phùn gió bấc rét như cắt thịt, hai bố con chủ lại co quắp ôm chặt lấy nhau. Nắng cũng như mưa, từ tinh mơ cho đến lúc chàng vàng.
Ngày nào chú cũng lầm lũi trên cánh đồng nước trắng, mò cua bắt ốc kiếm ăn. Bọn địa chủ vẫn thường gọi chú là thằng cú mẫu. Lần đi ở chỗ nhà giàu.